Gia đình vợ coi thường nghèo hèn sau năm TVB có hành động khiến nhiều người ngỡ mộ. Lê Đặc Ý tuy lấy được vợ giàu nhưng anh vẫn phải làm lụng, vất vả để kiếm tiền là còn bị gia đình vợ chê bai vì không môn đăng hộ đối. Sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ cuộc sống của Lê Đặc Ý không được tốt như những bạn bè cùng trang lứa. Cha của anh luôn cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền để mua được một chiếc xe tải vì muốn cải thiện cuộc sống gia đình bằng việc đi giao hàng. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, cha của Lê Nạc Ý mắc bệnh ung thư và qua đời khi anh mới 12 tuổi. Mẹ của Lê Nạc Ý chỉ là một nhân viên dọn vệ sinh, bà đã làm phải rất nhiều việc để nuôi ba con trai trưởng thành. Chính vì hoàn cảnh gia đình mà Lê Nạc Ý đã sớm hiểu rõ, anh bắt đầu vừa đi làm, vừa đi học, kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Lê Ngọc Ý từng làm việc ở siêu thị, sau khi tốt nghiệp anh đã xin được một công việc ở ngân hàng. Công việc ở ngân hàng khiến Lê Ngọc Ý rất mệt mỏi và áp lực lớn, anh quyết định xin nghỉ việc. Chàng trai trẻ 21 tuổi kia ấy đã đánh liều, đăng ký lớp đào tạo diễn viên của TVB. Sau 3 lần phỏng vấn không thành công, Lê Ngọc Ý nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào. Nhưng thật không ngờ, anh lại được nhận chỉ vì có gương mặt, khá sống với ngôi sao quá cố nổi tiếng một thời, Trần Bách Cường. Sau khi tốt nghiệp, Lê Nạc Ý đã nhận vai chính trong Host of Fencing năm 2003 và bộ phim này đã giúp anh được sự chú ý của khán giả. Sau vai diễn trong Aqua Heroes năm 2004, Lê Nạc Ý được xếp vào hàng ngũ 6 ngôi sao Olympic của TVB bên cạnh Lâm Phong, Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiền Phong, Mã Quốc Minh và Ngô Trắc Hy. Tuy nhiên, TVB dường như chẳng có ý định lăng xê cho Lê Nạc Ý khi nhà đài để cho anh đảm nhận hàng loạt vai phủ ít được chú ý đến trong những bộ phim nổi tiếng như Bằng Trứng Thép 2006, Mười Anh Em 2006, Sông Gió Gia Tộc 2008. Lê Nạc Ý không được TVB trọng dụng dù anh có diễn xuất khá tốt và ngoại hình ổn. Hiện tại, nam diễn viên vẫn chỉ là nam phủ và năm làm nền cho cả những đàn em trong TVB xuất thân trong một gia đình nghèo khó không phải lỗi của lê đặc ý nhưng chỉ vì cớ này mà anh bị bên nhà bạn gái ép phải chia tay lê đặc ý từng đóng bộ phim sóng gió gia tộc cũng từ đó có tin đồn giữa anh và bản diễn dương di xuất hiện khi đó dương di đã là một ngôi sao nổi tiếng của tvb trong khi lê đặc ý chỉ là diễn viên nhỏ ít tên tuổi sao nam từng nhận phải khá nhiều lời xem pha chỉ trích cho rằng anh đang lợi dụng dương di để giúp bản thân nổi tiếng hơn Gia đình Dương Di cũng phản đối vì không muốn đang hồ đối, không chỉ có xuất thân nghèo khó mà lương tháng của Lê Nạc Ý, thời điểm yêu Dương Di chỉ có 20.000 đô la Hồng Kông, khoảng 60 triệu đồng. Tuy bị mọi người phản đối nhưng Dương Di vẫn nhất quyết ở bên Lê Nạc Ý, nữ diễn viên ngày càng thăng tiến hơn nhiều vai diễn phản diện trong bộ cùng tâm kế 2009, trong khi sự nghiệp của bạn trai ngày càng thụt lui. Gia đình Dương Di lại tiếp tục thúc ép cô, Lê Nạc Ý rất áp lực và không chịu đổi, cuối cùng đã quyết định chia tay. Sau khi chia tay Dương Di, Lê Nạc Ý quen được Lý Khiết Oánh, một thiên kim tiểu thư ở Hồng Kông. Sau 3 năm hẹn hò, Lê Nạc Ý cùng Lý Khuyết Ánh đã tổ chức đám cưới chính thức về chung một nhà. Nhiều người khen Lê Nạc Ý lấy được vợ vừa đẹp vừa giàu sang trong khi không ít người khác lại cho rằng anh chỉ là một tên đào mỏ. Bố của Lý Khuyết Ánh có 18 trung tâm thẩm mỹ và đầu tư khá nhiều ngành, tổng tài sản lên đến 500 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng. Lê Ngọc Ý còn từng được gọi là chàng rể 500 triệu. Những tưởng cuộc đời của anh sẽ bước sang trang mới nhưng không phải như vậy. Gia đình Lý Khiết Oánh chê xuất thân giàu Gia đình Lý Khiết Oánh chê xuất thân nghèo khó của Lê Nạc Ý, tuy đồng ý cho hai người kết hôn nhưng vẫn chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Vì không muốn bị bên nhà vợ coi thường, trước khi cưới, Lê Nạc Ý đã làm việc không quản ngày đêm để mua nhà riêng trong khi mỗi tháng lương của anh chỉ có 80.000 đô la Hồng Kông, khoảng 240 triệu đồng. Lê Nạc Ý đã lùi một bước, luôn cố gắng lấy lòng gia đình vợ. Bố của Lý Khít Oánh thấy vậy cũng quyết định lùi một bước vì muốn để cho con gái có cuộc sống, không phải lo nghĩ về tiền bạc sau này ông để cho vợ chồng Lê nặc Ý chuyển về biệt thự lớn của mình sinh sống, đưa tiền cho cặp đôi chi tiêu. Ngoài ra, ông cũng khuyên Lê nặc Ý về phụ giúp kinh doanh, nhưng chàng rể đã từ chối, lấy cớ là bẩn kinh doanh. Vì chuyện này mà cha vợ con rể bất hòa, anh cùng Lý Khết Oánh dọn ra ngoài sống. Lê Nặc Ý mang tiếng là chàng rể 500 triệu, nhưng thực tế anh lại chẳng có gì cả. Kể từ sau khi cùng Lý Khết Oánh rời khỏi nhà vợ, anh phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình lý khiết oánh lui về làm bà nội trợ cô cũng không tham gia kinh doanh với bố nữa gánh nặng về tài chính đè nặng lên vai lê nặc ý trước anh còn được đi siêu xe của bố vợ nay phải đi bằng ô tô cũ rẻ tiền vào đầu năm 2017, Lý Khiết Oánh sinh cho Lê Nạc Ý cậu con trai đầu lòng, cuộc sống của đôi vợ chồng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Lê Nạc Ý thường xuyên khoe hình gia đình ba người hạnh phúc trên trang Weibo cá nhân. Tuy rằng cuộc sống không dựa vào nhà vợ và có phần khó khăn, nhưng Lê Nạc Ý không quan tâm, anh rất hạnh phúc với gia đình nhỏ hiện tại của mình. Ngoài thời gian đóng phim, Lê Nạc Ý dành nhiều thời gian bên vợ và con. Anh cũng rất cưng chiều vợ, thường nấu đồ ăn ngon và làm bánh gà tô nhân ngày sinh nhật để tặng cho cô.